Trước hết xin kính chào cha linh giám tổng bí sư Pekku cũng như là bí sư tuyên úy của các Curia, các Presidia ở trong miền Vân Gia Lai, và con xin kính chào tất cả các thành viên trong Commission Gia Lai. Nói chung, nhân dịp hôm nay chúng ta quy tụ về đây để mừng bế mạc năm thánh thành lập Legio của thế giới, trong đó có Việt Nam của chúng ta, và hơn nhỏ bé hơn nữa là Commission Gia Lai. Hôm nay lại đền thánh Đức Vương Các Thánh Tử Đạo có một buổi lễ rất là long trọng ngày hôm nay, với rất nhiều những thành viên hoạt động của Legio Senior, tức là những cái thành phần, những người lớn, để hôm nay chúng ta cùng nhau mừng bế mạc kỷ niệm 100 năm thành lập Legio. Và giờ đây thì chúng ta cùng ôn lại, nhìn lại cái Legio của chúng ta với những cái mục tiêu cũng như là những cái công việc mà Legio được ủy thác trong đời sống của giáo hội. Kính thưa quý anh chị em, ở trong Legio thì chúng ta thấy là tất cả, tôi thấy cái danh xưng gọi với nhau là các anh, các chị, những em trưởng, những chị trưởng, tất cả chúng ta là anh chị em của nhau trong cái công tác để cùng với hàng giáo phẩm, để cùng với dưới cái sự bảo trợ của mẹ Maria, là chúng ta giới thiệu Chúa Giêsu cho mọi thành phần ở trong thế giới ngày hôm nay, những người đã được rửa tội cũng như là những người chưa được rửa tội. Vậy thì ngày hôm nay chúng ta nhìn lại từ cái danh hiệu Legio của chúng ta, cũng như là cái chủ đích khi mà vì sáng lập ông Đức đã có cái sáng kiến để thành lập nên cái Legio mà hôm nay chúng ta mừng kỷ niệm 100 năm. Rồi chúng ta cũng nhìn lại cái tinh thần của Legio là như thế nào, cũng như là những công việc mà Legio đảm nhận ở trong đời sống của giáo hội. Trước tiên thì chúng ta nói đến cái danh hiệu của chúng ta, Legio. Legio là tiếng Latin. Nếu mà dịch ra tiếng Việt Nam thì là chúng ta dịch là đạo binh. Đạo binh, Legio là một đạo binh. Legio Mariae là đạo binh của Đức Mẹ. Và chúng ta thấy tại sao mà cái việc sáng lập lại có cái ý muốn là chọn lấy cái tên Legio như thế, đạo binh. Nói tới đạo binh là nói tới đánh nhau, nói tới chiến tranh vì công lắm. Thì Legio là đạo binh, nhưng mà Legio thực chất nó là gì? Legio nó là một cái đoàn thể giáo dân, một đoàn thể giáo dân được Hội Thánh phê chuẩn, tức là Hội Thánh đồng ý phê chuẩn để cho cái đoàn thể được sinh hoạt chính thức ở trong giáo hội. Bởi vì cũng có nhiều cái đoàn thể lập nên nhưng mà rồi không có được giáo hội công nhận, bởi vì cũng có những cái điều không có đúng với giáo lý.
Đoàn Legio là một cái đoàn thể được Hội Thánh phê chuẩn, và cái đoàn thể giáo dân này được đặt ở dưới quyền chỉ huy hùng mạnh của Đức Maria Vô Nhị. Và cái hình ảnh của Đức Mẹ đưa văn danh ban ơn đó là hình ảnh của Đức Mẹ Vô Nhị. Và cái hình ảnh đó Đức Mẹ đã tỏ hiện ra cho vị thánh, cho bà thánh Catarina Lubaric Labouré trong cái lần ngài hiện ra ở tại nước Pháp cho cái chị thánh Catarina Labouré, và cho biết Đức Mẹ là đấng vô nhiễm nguyên tội. Đó thì Lê Chô được thành lập dưới cái sự bảo trợ của Đức Mẹ và đặt dưới quyền chỉ huy của Đức Mẹ. Chứ Đức Mẹ như là một cái vị nữ tướng để dẫn đầu cái đạo binh đó. Và nói tới cái đoàn thể giáo dân thì như vậy có nghĩa là Legio Mariae là một cái hiệp hội ở trong giáo hội, một cái hiệp hội. Cái hiệp hội đây là một cái nhóm, những cái nhóm người đạo đức có một chung một cái hướng với nhau để mà có một cái đời sống đạo đức chung với nhau. Một cái hiệp hội thì không phải là một cái tu đoàn, cũng không phải là một cái tu hội, cũng không phải là một cái dòng tu. Bởi vì tu đoàn, dòng tu, tu hội thì có những cái lời khấn dòng hoặc là những cái lời cam kết trong một cái đời sống thánh hiến, một cái đặc biệt, một cái gọi đặc biệt là trong đời sống của giáo hội. Còn một cái hiệp hội đó là gồm có cả những giáo dân, những giáo dân có thể tụ họp với nhau để làm nên một cái hiệp hội. Thì Legio Mariae cũng là một cái hiệp hội để phục vụ trong một cái trận chiến đạo binh mà phải có chiến tranh chứ. Nhưng mà cái trận chiến mà giáo hội không ngừng phải giao tranh, đánh nhau với ai? Giao tranh với thế gian và quyền lực tội ác. Đã chúng ta thường nói trong cái đời sống thiêng liêng, đời sống đạo đức của chúng ta thì có ba kẻ thù, ma quỷ, xác thịt, thế gian. Đó, phải chiến đấu với những cái thành phần đó chứ không phải đi đánh giặc với ai. Cho nên chúng ta thấy là sợ cái khâu mà sau 1975 đó là chúng ta cũng thấy ngại lắm dùng những cái danh từ mà sợ người ta hiểu lầm. Đạo binh Đức Mẹ, đạo binh rồi không biết là có tổ chức để mà đánh nhau, có phản động hay cái gì không. Nhưng mà thực sự thì đây là hoàn toàn là cái vấn đề đạo đức. Không có phải đi đánh nhau với ai, nhưng mà đánh nhau, giao tranh với xác thịt, thế gian, ma quỷ, đó là những cái thành phần mà chúng ta thấy giáo hội của chúng ta trong đời sống đạo đức của mỗi con người. Mỗi con người chúng ta phải luôn luôn phải tỉnh thức và phải canh chừng những cái kẻ thù vô hình như thế. Cho nên chúng ta thấy là khi mà dùng cái danh hiệu là Legio đạo binh thì cũng muốn nói tới là có một cái cuộc giao tranh ở trong cái đời sống thiêng liêng của chúng ta đối với những cái kẻ thù xem ra là vô hình và cũng là rất là mạnh mẽ để chống lại cái đời sống, trong cái đời sống thiêng liêng của mỗi một người chúng ta. Đó, chúng ta thấy là những cái cám dỗ của thế gian hay là những cái quyền lực tội ác, tất cả những cái điều đó có thể đến từ ma quỷ, và chúng ta phải giao tranh với những cái thế lực như thế. Cho nên cái vấn đề tên gọi Legio hay đạo binh thì không phải là để mà
đánh nhau với ai, không có tranh giành quyền lực ở trần gian này. Cho nên là nếu mà có các ông chính quyền thì xin các ông cũng đừng cho ngại, đừng có sợ, chúng tôi sẽ không có làm những cái điều gì mà nó ngoài cái lãnh vực thiêng liêng thôi. Chúng tôi chỉ nói đến những cái điều mà những cái điều xấu mà phải chiến đấu chống lại những cái sự xấu, những cái điều ác, những cái tội lỗi, những cái điều xấu. Và như thế thì chúng ta thấy là Legio được tổ chức theo một cái lối binh đoàn, đạo binh mà phải theo tổ chức theo một cái lối binh đoàn. Và cái binh đoàn này lấy cái mẫu mực là cái quân đội Roma, cho nên anh chị em thấy gọi những cái tên là tiếng Latin mà thôi, tại vì theo cái kiểu tổ chức của quân đội Roma, nào là Regium, Curia, Commission, Regia, Senatus, Consilium, đó là toàn là những cái tiếng Latin. Thì thực sự thì Regium đó là một cái tiểu đội, một cái tiểu đội trong một cái nhóm nhỏ. Regium là cái đơn vị nhỏ nhất ở trong Legio, lớn hơn gì 2, 3, 4 một cái Regia, tiếng Latin thì nó rắc rối, số nhiều thì ít, số ít thì nó là nhưng mà số nhiều bắt đầu từ 2 thì là nó là 2A, một Regium nhưng mà 2 Regia, thì nhiều cái Regia thì lại làm nên một cái Curia, Curia. Rồi nhiều Curia thì nó lớn hơn thì là thành một cái Commission. Commission ví dụ như là Commission mà ở Lego này thì nó cũng là trong một cái nhóm, cũng như là những sinh hoạt giống như một cái Presidium. Rồi cái Curia thì cũng phải có, tại vì cái, một cái đơn vị chính đó thì cũng có nhiều cái trực thuộc, thì là có nhiều cái Presidia như thế thì lại làm như một Curia. Rồi nhiều cái Curia thì gọi là Curie, nhiều cái Curie đó thì họp lại thì thành Commission, nhiều cái Commission thì là Commissia, tiếng Latin nó đang nói vậy. Nhưng mà tôi nói là nó có tương tự là có nhiều cái đơn vị khác nhau để làm việc cho nó cái hiệu quả hơn, chia ra nhiều cái đơn vị, đơn vị nhỏ lên cái cấp cao hơn rồi đến cấp cao hơn nữa. Cái Commission nó chỉ sinh hoạt ở trong một cái giáo phận mà thôi. Nếu mà đi ra ngoài giáo phận thì lên một cái cấp cao hơn, ví dụ như chúng ta đây Con Tum với lại Ban Mê Thuột, thì chúng ta ở Con Tum của chúng ta thì chỉ có Commission mà thôi, có mấy cái Commission với nhau thì gọi là những cái Commission. Rồi những cái Commission ở Con Tum này kết hợp với ở tại Ban Mê Thuột thì Ban Mê Thuột có một cái Regia lớn hơn, cái vùng lớn hơn, nó liên giáo phận Regia. Lớn trên cái Regia nữa thì có Senatus. Senatus tức là trong một cái phạm vi quốc gia, một nước thì có Senatus. Rồi quốc tế thì có Consilium, Consilium là lớn nhất, cao nhất. Đó cái tổ chức của cái Legio, nó giống như là một cái tổ chức của quân đội, từ tiểu đội xong rồi lên cho tới bắt đầu tới cấp trung, tới tiểu đoàn, xong rồi lên tới lứa sư đoàn. Cứ như vậy nó có nhiều cái cấp bậc khác nhau ở trong đó, để cho mỗi cái đơn vị làm việc cho nó có hiệu quả hơn. Vì cái tổ chức của Legio cũng giống như là cái vấn đề tổ chức của quân đội Roma với những cái tên gọi bằng tiếng Latin như thế. Tuy nhiên thì cái binh đoàn và cái vũ khí của Legio dùng không phải thuộc thế gian này,
không phải cuộc thế gian này, không phải là theo cái kiểu ở trần gian. Vũ khí ở trần gian thì phải có súng đạn, còn vũ khí của chúng ta là gì? Lời cầu nguyện, những việc hy sinh. Đó, vũ khí của Legio là như thế, không có. Mặc dù là vươn lấy cái tên gọi giống như là của quân đội, nhưng mà cái các tổ chức hay là cái vũ khí mà sử dụng trong Legio thì không phải thuộc về thế gian này, nhưng mà thuộc hoàn toàn về lãnh vực đạo đức, lãnh vực thiêng liêng. Vũ khí là lời cầu nguyện, là những việc hy sinh của chúng ta. Đó, để như đấy, để chúng ta thấy là không có lẫn lộn, không có để mà gieo cái sự sợ hãi cho những cái người khác. Chúng ta là đạo binh của Đức Mẹ, là binh đoàn của Đức Mẹ, nhưng mà hoạt động hoàn toàn theo cách đạo đức thiêng liêng mà thôi. Cầu nguyện, hy sinh trong đời sống của mình, đó là vũ khí của Legio. Và Legio được thành lập vào buổi tối ngày 7 tháng 9 năm 1921. Cho nên hôm nay mình là 22 rồi, cho nên là đúng ra là 101 năm rồi. Và tại sao mình lại để cho tới ngày hôm nay, tới cái ngày mà 2101 năm mới mừng? Thưa, bởi vì năm ngoái dịch bệnh Covid không tổ chức lớn lao được. Lẽ ra là tổ chức sẽ trọng thể lắm ở tại La Vang, toàn quốc. Nhưng mà vì dịch bệnh cho nên cái chương trình đó không thực hiện được. Và Phòng Mission và Pleiku có sáng kiến là dời đến năm nay. Tại sao không làm ngày 7 tháng 9? Thưa, chúng ta làm ngày 8 tháng 9. Bởi vì cái ngày 7 tháng 9, tối ngày 7 tháng 9 thì đã thuộc về ngày 8 rồi. Theo trong các cái ngày lễ lớn đó, thì cái lễ vọng luôn luôn nó nhằm ngày trước. Và cái đạo binh được thành lập trong cái buổi tối cái ngày 7 tháng 9 đó là có ý là lấy cái lễ sinh nhật Đức Mẹ mà hôm nay chúng ta mừng là đúng ngày đấy. Đó, thì hôm nay chúng ta mừng 100 năm, 100 năm tính cho tròn, vì phải xây dựng vì dịch bệnh, cho nên chúng ta thấy là 100 năm hôm nay chúng ta kết thúc cái năm thánh để mừng kỷ niệm 100 năm thành lập Legio Mariae. Cái chủ đích của đấng sáng lập, của cái vị sáng lập lập nên Legio để làm gì? Thưa, đó là để thánh hóa các hội viên trước tiên. Thánh hóa hội viên, mỗi người tham gia Legio đó là để nhắm thánh hóa bản thân của mình trước tiên. Thánh hóa bằng việc cầu nguyện và dưới sự lãnh đạo của giáo quyền tích cực cộng tác vào cái hành động của Đức Maria và của Hội Thánh là chiến thắng ma quỷ. Nói gương Đức Mẹ, Đức Mẹ đã, anh chị em nhìn thấy cái tượng ảnh Đức Mẹ đó, Đức Mẹ đạp trên cái đầu con rắn đó, cái thế lực tội lỗi ma quỷ đó, đạp đầu con rắn. Thì chúng ta trước tiên thanh hóa bản thân, rồi dưới sự lãnh đạo của Đức Mẹ và Hội Thánh, chúng ta tiếp tục cái sứ mạng
để làm sao chiến thắng được cái những cái điều xấu, những cái tội ác. Và theo cái kiểu nói của Đức Sơ Lập đó là đạp đầu con rắn, đạp đầu con rắn, đạp đầu ma quỷ, đạp đầu những cái thế lực mà xấu đưa đến, dẫn chúng ta đến cái đời sống tội lỗi, và mở rộng nước chúa kỳ tội. Đó, cho nên cái chủ đích của Legio Mariae là thánh hóa bản thân của chúng ta, rồi cộng tác với dưới cái sự lãnh đạo của giáo hội. Legio không làm gì ngoài những cái giáo quyền. Mình không có tự ý mình làm cái này, mình không lại tự ý làm cái điều kia, nhưng mà hoàn toàn lệ thuộc vào giáo quyền. Cho nên có những anh chị em thì cũng cũng buồn, cũng phàn nàn, tại sao trong giáo xứ của con làm cái này rồi không được, không cha xứ không đồng ý. Legio luôn luôn là vâng lời. Nếu cha xứ thấy chưa được, mình vâng lời, làm hoàn toàn hoạt động dưới cái sự lãnh đạo của giáo quyền. Legio không bao giờ vượt qua khỏi cái ý riêng của mình, nhưng mà làm việc dưới cái sự lãnh đạo của giáo quyền ở trong giáo hội. Mình biết là mình ở trong giáo hội, chứ mình không phải ở trên giáo hội, mình cũng không phải là ở ngoài giáo hội, nhưng mà mình ở trong giáo hội, cộng tác với hàng giáo phẩm, với hàng giáo sĩ để mở mang nước của Chúa. Đó, cái chủ đích của Legio của chúng ta là như thế. Hiểu được như vậy thì chúng ta thấy vấn đề cộng tác vào việc tông đồ của hàng giáo phẩm mà theo cách thức của người giáo dân. Chúng ta là người giáo dân, chúng ta cộng tác vào những cái công việc tông đồ của giáo hội để mà loan báo tin mừng, thánh hóa nhân loại, thánh hóa những cái thành phần ở trong đời sống nhân loại và giáo dục lương tâm của người tín hữu. Có những anh chị em có đạo đó nhưng mà nguội lạnh hay là không có hiểu biết về vấn đề giáo lý, thì Legio chúng ta những cái dịp đi thăm viếng, chúng ta có dịp để mà trình bày giáo lý của Chúa, cho giáo lý của giáo hội, cho đúng với ý của giáo hội, để giúp những anh chị em dù đã được rửa tội rồi nhưng mà vẫn chưa hiểu được cái đời sống đức tin của mình như thế nào. Đó là cái sứ mạng của Legio. Chẳng những đi thăm viếng những anh chị em bên lương, những người chưa biết Chúa, nhưng mà cả thăm viếng cả những người đã có đạo rồi nhưng mà với đức tin hay là đời sống đạo còn lơ là, thì chúng ta cũng có cái nhiệm vụ để mà nghĩ đến những anh chị em đó, đi thăm viếng những anh chị em đó, và nếu cần thì phải giáo dục lương tâm của những cái người đó để cho họ hiểu biết cho nó đúng với cái giáo lý của giáo hội. Vậy thì cái tinh thần của Legio là cái gì? Cái tinh thần của Legio là chúng ta học theo cái tinh thần của Đức Mẹ. Đức Mẹ đã có sống như thế nào? Đức Mẹ có những cái đức tính nào? Legio chúng ta cố gắng để học hỏi với đời sống của Đức Mẹ và bắt chước noi gương Đức Mẹ trong đời sống của mỗi một người chúng ta. Và cái tinh thần của Legio trước tiên là phải sống khiêm nhường. Khiêm nhường đi đến mình thăm viếng người ta, nhiều khi phải đưa ra những cái lời khuyên với người ta, nhưng mà không phải đến với tư cách là một cái người đến để mà dạy dỗ thế này thế kia. Trước tiên mình phải có một cái tinh thần khiêm tốn đến để lắng nghe, lắng nghe, lắng nghe người ta nói như thế nào, rồi mình mới góp ý chia sẻ. Nhiều khi không cần phải nói, mình đến mình đi thăm thôi, chưa cần tới phải giảng đạo liền đó. Những người anh em bên lương mà mình tới mình giảng đạo liền rồi mới sau họ chắc họ không dám mở cửa nữa. Tới thăm viếng làm quen rồi như là một cái người
bình thường. Rồi có khi nào có những cái dịp là chúng ta cần phải nói như thế nào thì chúng ta có thể trình bày. Đó cho nên phải khiêm tốn, không phải tới như là một cái người để tới để mà dạy dỗ người ta giảng đạo thế này thế kia là chưa cần thiết. Cái giai đoạn đó chưa cần thiết. Trước tiên là phải lắng nghe, đến với một thái độ khiêm tốn, đến với một người như là một người hàng xóm, một người anh em, một người chị em, đến thăm viếng những anh chị em mà chúng ta gặp gỡ ở trên cuộc trong cuộc sống của mình. Đó cho nên tinh thần của Lê Du trước tiên là phải khiêm nhường. Rồi chúng ta bắt chước Đức Mẹ trong cái đời sống vâng lời giáo quyền. Chắc chắn là cũng có cha sở thì hăng hái, cũng như có những cha sở thì ngại, thì mình cứ theo cái sự chỉ dẫn của các vị đại diện của giáo hội và cái thành phần ở trong các giáo sư đó, các cha sư, anh chị em vâng lời cha sư, giống như Đức Mẹ vậy, luôn luôn là vâng phục Đức Mẹ, vâng lời, luôn luôn là sống tiếng xin vâng trong đời sống của mình. Rồi nên chưa phải bắt chước Đức Mẹ trong những cái đức tính hiền lành trong sự cầu nguyện, siêng năng cầu nguyện, đừng bỏ cầu nguyện. Rồi cũng phải có những cái sự thảm mình hy sinh trong cuộc sống của mình. Đời sống Kitô hữu mà không biết hy sinh, không biết thảm mình thì chúng ta không thể tiến lên trên cái con đường nhân đức được. Rồi Lê Du cần phải có một thái độ tin tưởng vào Chúa, phải tin, phải trông cậy. Và cái đức trông cậy là một cái nhân đức cần thiết lắm. Phải biết nhẫn nhục trong đời sống của mình. Nhiều khi thì mình muốn làm việc cho được việc, công chia công tác là phải thành công, mình muốn liền liền trước mắt của mình. Nhiều khi không được như mình muốn đâu, phải kiên trì, phải kiên nhẫn trong cái đời sống của mình. Đó cho nên ở trong Lê Chiêu thì nó có một cái như là một cái khẩu hiệu là phải kiên gan bền chí, kiên gan bền chí. Chứ không phải mình làm một hai lần cũng được ngã lòng, không bao giờ được ngã lòng. Tinh thần của Lê Du không bao giờ được ngã lòng. Chúng ta phải bắt chước Đức Mẹ đứng như trần thánh giá. Đức Mẹ đứng chứ không phải Đức Mẹ hồi đó là chắc là như mình chắc là chịu rồi. Đức Mẹ can đảm lắm. Đức Mẹ đứng như trần thánh giá, kiên nhẫn chờ đợi. Và cái việc phục sinh của Chúa Giêsu sẽ đem đến cái sự vui mừng cho Đức Mẹ. Đó, mình cũng phải bắt chước Đức Mẹ trong cái tinh thần tin tưởng phó thác với đời sống của mình cùng với Đức Mẹ để chúng ta có thể làm việc cho cánh đồng truyền giáo của Chúa. Đó, cho nên cái tinh thần của Lê Chúa của chúng ta đó 100 năm nay thế hệ trước và thế hệ sau với sống cái những cái tinh thần của Đức Mẹ như vậy, Lê Chúa tới ngày hôm nay vẫn còn tiếp tục đứng vững và phát triển. Đó thì ngày hôm nay xin chia sẻ với anh chị em những cái điểm cốt yếu như thế để chúng ta thấy rằng với lịch sử 100 năm của Lê Du Marie đã đem lại rất nhiều ơn ích cho giáo hội Lê Du, các thành phần Lê Du, những thành phần hoạt động hay là tán trợ thì đều là những cái cánh tay nối dài của hàng giáo phẩm, của các cha xứ, trong các giáo xứ, trong các họ đạo để cùng xây dựng nước của Chúa, xây dựng giáo hội của Chúa ở trần gian này.
đã cầu chúc cho tất cả các anh chị em vì tiếp tục hăng say với nghi công tác Lễ Chúa.